Cao Thái Sơn cà khịa ai đó, cần xô thì alo nhé. Mới đây, dòng trạng thái mới nhất của Cao Thái Sơn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể anh đăng tải như sau: tự nhiên sáng nay muốn nghe Con đường mưa pha lê tím Bình Yên nhé, được remake lại theo phiên bản thính phòng quá, đã gần 6 tháng về Việt Nam chờ đợi mãi chưa thấy bản remake phát hành. Và rồi khi nào cộng đồng mạng mới được nghe live bản remake Con đường mưa pha lê tím Bình Yên nhé trên sân khấu trình diễn tại Việt Nam hay toàn thế giới đây? Hơn nữa, Cao Thái Sơn còn mỉa mai rằng nếu muốn đi show thì hãy liên hệ anh, chứ chỉ nghe giọng ai đó trên YouTube, chứ thị trường bán vé ở Việt Nam và thế giới như Anh, Úc, Mỹ, Canada, hát doanh thu chưa ai mời và cũng chưa bao giờ đặt chân tới biểu diễn cả. Nếu cần giới thiệu đi show thì alo ngay nhé, chứ để khán giả nghe YouTube xong lãng quên ngay đấy. Dù không nhắc trực tiếp đến ai trong bài đăng của mình, nhưng cộng đồng mạng ngay lập tức đặt nghi vấn anh đang ngầm nhắn gửi Natalie. Bởi trước đó giữa năm 2021, Natalie gây xôn xao khi tuyên bố đã mua độc quyền các bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, bao gồm các ca khúc Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé, Yêu thương quay về, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa và Vẫn yêu từng phút giây. Tức anh sẽ thâu tóm độc quyền loạt bản hit của Cao Thái Sơn. Nguyên nhân của việc anh mua lại các bản hit này xác định do anh và Cao Thái Sơn đã xảy ra xích mích và đấu tố qua lại trên mạng xã hội vì một sự việc liên quan đến Ngọc Trinh. Sau khi mua tất cả các bản nhạc của Cao Thái Sơn từng hát, Na Thanh Ly khẳng định sẽ cho khán giả được thưởng thức các ca khúc trên. Tuy nhiên đến đây, nam ca sĩ chỉ mới tung bài hát Yêu thương quay về. Sau một năm vụ việc này đã lắng xuống, nhưng mới đây Cao Thái Sơn khơi gợi lại, có thể do muốn trả đũa, Na Thanh Ly đã đăng bài cảnh cáo Angela Phương Trinh khi cô chấp nhận yêu và sinh con cho Cao Thái Sơn. Sau màn cầu hôn nửa thật nửa đùa của Cao Thái Sơn trên bàn nhậu, mới đây Angela Phương Trinh đã chính thức thông báo trên trang cá nhân rằng đang tìm hiểu Cao Thái Sơn, đồng thời khẳng định giữa hai người có sự tâm đầu ý hợp. Sự xác nhận chính thức tìm hiểu này của cô chắc chắn sẽ tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến, bởi trước đó Natalie đã từng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh với Angela Phương Trinh kèm giọng trạng thái cẩn thận đừng chọc giận anh, như ngầm cảnh cáo cô về mối quan hệ với Cao Thái Sơn. Quý khán giả thân mến, nội dung vừa rồi xin phép được khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và luôn quan tâm theo dõi kênh. Để tiếp tục ủng hộ chúng tôi, quý vị có thể ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo ngay trên màn hình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.